Bây giờ là 5 giờ 22 phút chiều ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Tức hôm nay là ngày mùng 9 Tết. Mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Hà em đang chuẩn bị bọc đi này, chiều muộn rồi này. Lò chiên không dầu 2 gút S19. Đèn sửa nhà tắm, lê pha 2 bóng 3 bóng, tủ sấy quần áo 3 chức năng Night Shell. Lò chiên không dầu Tomoko 9 lít Thái Lan và lò chiên không dầu Aquagon 12 lít. Mọi người đang đi du lịch, tầm mà đi du lịch, đi du xuân, em mất phải ở nhà làm bọc hàng này. Khả năng là bọc thâu đêm này. Để kịp vận chuyển cho mọi người các bác sử dụng. Cái tủ sấy mùa này mùa mưa lồm ẩm. Trời miền Bắc thì rất là lạnh, đèn sửa nhà tắm ấy. Và lò chiên Aqua, lò chiên Tomoko, lò chiên Hai Good.